Ồ, Phật tử này hỏi câu hỏi dài quá, cái gì đây? Lại đóng cả dấu vào đây này, ghê quá. Hòa Bình ngày 1 tháng 12 năm 2017. A Di Đà Phật, con là Nguyễn Thị Hát, sinh ngày 28 tháng 2 năm 1983. Số điện thoại của con là 0919359986 chấm chấm chấm, không đọc hết sợ thì người ta lại gọi. Đây có số điện đây, có sợ người ta lại gọi, người ta trêu. Bạch thầy, con muốn thưa chuyện gia đình con cho đại chúng nghe để chuyển nghiệp gấp. Ghê chứ, ghê mà chuyển thì chuyển nghiệp gấp. Năm 2015 con lên mạng để xem vớ vẩn, vô tình con bấm nhầm vào Phật pháp nhiệm màu của chùa Khai Nguyên. Thế là từ đây trở đi con trở thành người khác hoàn toàn. Ai cũng bảo con là dở hơi. Đấy, một người khác hoàn toàn nhưng mà người ta lại bảo mình là dở hơi. Ai cũng bảo con là dở hơi nhưng con lại thấy vui. Bạch thầy, xưa kia con là một người đanh đá, ghê gớm, láo hư, ăn điêu nói thiếu. Ai chửi con một, con chửi lại 100. Nghe nói cái lời này, cái điêu điêu thế nào ấy? Nghề nghiệp của con là chăn nuôi và sát sinh. Nghề nghiệp của chồng con là hút lở dòng sông, bán cát tài nguyên, tiền nhiều như nước. Ghê chưa? Tiền nhiều như nước. Không biết có bây giờ còn nhiều như nước không? Ở chùa Khai Nguyên đang thiếu nước đấy. Thầy đang thiếu nước, không nào cho thầy xin tí nước. Tự khoe là tiền nhiều như nước, có Phật tử tự khoe là tiền nhiều như nước này. Cho nên may là lúc nãy thầy không đọc số điện thoại, không đọc hết địa chỉ, không có gì. Ngay tí nữa thầy giảng xong, có khi cái nhóm đầu xanh đầu đỏ từ gì các bến xe Mỹ Đình rồi nước ngầm nó lên, nó gì nó trực sẵn cái cửa thì chết, nguy hiểm. Đừng khoe mình tiền nhiều như nước như thế. Không hiểu nhân quả, gia đình lục đục, cờ bạc gái gú, bao nhiêu tiền cũng hết. Hết mất rồi. Còn mỗi cái may là con gái ngoan hiền, con cái ngoan hiền, còn mỗi cái may là được con cái ngoan hiền. Bản thân con thì ghen tuông, ăn mặc màu mè, shopping mua sắm, phun xăm mắt xanh mỏ đỏ, phấn sáp lòe loẹt để giữ chồng không đi với gái. Thế mà chồng con vẫn đi đâu, đi thâu đêm suốt sáng. Khi con nghe thầy giảng pháp, con đã giác ngộ một đến hai câu: sáng còn chiều mất, và có rồi lại mất. Con khóc rưng rức mấy ngày mấy đêm. Sau đó con lấy lại tinh thần, bỏ hết quần áo màu mè, son phấn, vứt hết trang sức cho đi, thuê người phá trang trại. Nghe chừng ngộ nhanh thế. Con nguyện trọn đời theo Phật, nghe thầy giảng pháp ngày đêm không chán. Nội ngoại hai bên xa lánh, bạn bè hàng xóm khinh bỉ, cười chê nói con là dở. Chồng của con viết đơn ly hôn, dọa bỏ đuổi con ra khỏi nhà. Nhưng con không sợ, tin tưởng Tam Bảo quán chiếu vô thường, đằng sau cái họa có cái may. Thế là may thật thầy ạ. Nhà con ở dưới lòng sông Đà Hòa Bình, tháng 10 năm 2017 vừa qua, lũ xả 8 cửa không báo trước, nhà nào cũng trôi hết đồ, lợn gà cá lồng thiệt hại không biết bao nhiêu tỷ. Riêng nhà con chỉ mất mấy thứ vớ vẩn, vì con nghe pháp của thầy cả đêm không ngủ. Nước lên 2 cửa là con đã biết và gọi công nhân dọn đồ máy xúc, ô tô cho lên bờ đê. Hàng xóm nhà con ai cũng khóc lóc, lo toan mất đồ. Vợ chồng con thì lại mỉm cười. Chồng con chắp tay cầu trời khấn Phật,
cho của cải nhà con còn nguyên, thế là không bị mất mát nhiều. Sau cơn lũ quét, chồng con nói: đưa anh lên chùa tạ ơn Phật, nhờ có họa mà anh tin em không phải là người dở tí nào. Nội ngoại hai bên đến chia sẻ, nói may là con không chăn nuôi, chứ không đợt này thiệt hại quá nhiều. Bạn bè hàng xóm cũng nói may cho con là không chăn nuôi, chứ không thì mất lớn. Tự dưng chồng con hứa với con: anh thề không cờ bạc, gái gú nữa, không hút cát trái phép nữa. Anh sẽ thường xuyên đi chùa tạ ơn Phật, làm những việc không phạm pháp, không phạm đạo. Nội ngoại, bạn bè hàng xóm của con đều xin địa chỉ chùa Khai Nguyên để xem Phật Pháp nhiệm màu ra sao. Thế là con tổ chức đưa được hai đoàn lên chùa gieo duyên. Mọi việc con làm đều có Phật chứng minh. Con xin tạ ơn Phật mười phương, con xin tạ ơn Tam Bảo mười phương, con xin tạ ơn đại chúng mười phương cho phép con được cúng con trai của con lên chùa Khai Nguyên làm công quả suốt đời và thọ pháp theo thầy giữ đạo. Riêng bản thân con phát nguyện từ nay cho đến cuối đời có bao nhiêu tiền bạc con chia làm hai phần, một phần con cúng cho đời, một phần con cúng cho đạo. A Di Đà Phật, con xin biết ơn thầy ạ. Sao thầy chưa thấy được con trai đâu nhỉ? Có không? Có cậu nào ở trên Hòa Bình xuống đây làm công quả không? Gần sông Đà Hòa Bình đây, viết thư từ mùng 1 tháng 12 năm 2017. Chưa thấy con trai đâu. Nợ nhá. Từ hôm đấy đến nay thì thầy chưa thấy đâu cả. Mà là người đưa được hai đoàn xuống rồi, như chắc thầy đông Phật tử cho nên cũng không biết, chưa biết mặt. Phật tử này nhớ nhá, đang nợ Phật một lời hứa. Hứa với Phật không phải là gì, là lời hứa suông đâu. Phát nguyện là gì? Phật tử này phát nguyện là cho phép con được cúng con trai của con lên chùa Khai Nguyên làm công quả suốt đời và thọ pháp theo thầy học đạo, giữ đạo. Cái này thì còn phải tùy duyên đi, phải xem cháu nó có nhất tâm hay không nữa. Còn thì mình phải phát nguyện trước hết là cho mình đó. Mình phải phát nguyện là bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu nhân tích đức, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hộ trì Phật Pháp. Thì cái việc đó thì được. Còn phát nguyện là cúng con trai vào chùa này thì biết đâu con nó gì, nó không muốn vào, mình cứ ép nó vào là không được. Cho nên cũng có thể mà thì từ hôm phát nguyện là hôm mùng 1 tháng 12, bây giờ là hôm nay là 15 tháng Giêng rồi. Đây tức là khoảng bao nhiêu rồi? Khá lâu rồi thôi, chưa thấy con trai đâu. Đấy, vì sao cũng có thể là nó không muốn đi mà cứ ép nó đi là không được. Hoặc là nói gì, nó không có tâm với Phật mà cứ ép nó là không được. Hoặc là chồng mình có đồng ý không nữa. Con trai là của chung mà, cả hai vợ chồng, nhưng mà mình đâu có phát nguyện được cái đấy. Cho nên trước tiên thì phát nguyện của mình đã. Còn phát đại nguyện là gì? Từ giờ cho đến cuối đời làm được có bao nhiêu tiền của chia làm hai phần, một phần để dâng cho đời, một phần dâng cho đạo. Dâng cho đời tức là có thể bảo đảm cuộc sống mình, báo hiếu với cha mẹ đôi bên nội ngoại, và lo cho gì, và cũng có thể làm việc là bố thí cho gì, cho những chúng sinh nghèo hèn khổ cực, là giúp đỡ cho những đồng bào còn có những hoàn cảnh khó khăn ở nơi vùng sâu vùng xa dân tộc miền núi của đất nước chúng ta, hoặc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn còn đang sống gì chung quanh chúng ta chẳng hạn, hoặc là gì, hoặc là phóng sinh tu phúc. Đấy cũng là những việc gì, những việc làm cho đời. Còn việc làm cho đạo đó thì đó là biết cúng dường, biết gieo nhân lành, ấn tống kinh sách, làm chùa tô tượng đúc chuông, cúng dường chay tăng, vân vân. Đó, những việc đó là gì, những việc làm lợi ích cho gì, cho đạo, vân vân. Thì cái việc này thì cũng không bắt là phải hứa, Phật không bắt chúng ta hứa đâu. Thôi tùy duyên, có ăn đâu thì làm đến đấy, phúc đến đâu thì chúng ta làm đến đó. Có cả con dấu của công ty này này.
đóng cả con dấu công ty, chắc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hai chữ ở cuối thôi, không đọc, không đọc lên để sợ là nó cũng không hay lắm, nó tế nhị một chút, khi mà giảng lên trực tuyến như thế tế nhị một chút. Nhưng thôi, Phật tử này có phát tâm được như thế rồi thì cố gắng giữ cái tâm cho tốt. Khi phát nguyện được thì đã là khó, nhưng mà thực hành được cái lời phát nguyện của mình lại càng khó hơn. Cho nên mong rằng Phật tử hãy cố gắng tinh tiến vượt qua tất cả những khó khăn thử thách ở cuộc đời, để vừa làm sống làm sao được cho các cụ nói là gì, cho được tốt đạo đẹp đời. Thì đó là cái điều quý nhất đối với Phật tử tại gia của chúng ta. Thế hôm nay thời gian cũng đã hết, xin được nghỉ tại đây. Nên kính chúc các quý vị Phật tử chúng ta thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.